Làm thế nào để khi ngủ bạn vẫn kiếm được tiền? Mình nghĩ đây là cách các bạn có thể kiếm lợi nhuận ổn định và rủi ro khá thấp. Bạn nào mà muốn đầu tư crypto theo trường phái an toàn với số vốn nhàn rỗi USDT của mình thì có thể tham khảo cách sau ha. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào KuCoin. Lưu ý là tài khoản đã được KYC là xác minh danh tính nha. Sau đó bấm chữ Crypto Lending. Bấm vào Lend USDT. Đây là chức năng Auto Lend trên KuCoin. Để mình giải thích một chút cho các bạn hiểu, đó là sàn giao dịch. Họ sẽ lấy USDT mà các bạn lend cho những người dùng chơi margin vay vốn và sàn sẽ đóng vai trò như một người trung gian, một người đứng giữa và họ sẽ ăn chênh lệch và thu một phần phí. Để nói cho dễ hiểu là nó giống như là một khoản tiết kiệm bạn gửi ngân hàng nhưng mà với lãi suất cao hơn và bạn sẽ gửi bằng USDT chứ không phải là bằng Việt Nam đồng và nó sẽ có những rủi ro đi kèm, ví dụ như là sàn ngưng hoạt động, sập, sàn bị hack hay là có những chính sách pháp lý nào đó với người dùng vân vân. Ví dụ ở đây khi mình lending USDT lãi là 0,06% một ngày, còn tính theo năm sẽ cao hơn là 22,2%. Tất nhiên là phần lãi này sẽ không cố định và tăng giảm tùy thuộc vào tình hình của thị trường, nhưng mà sẽ dao động trong khoảng từ 10% đến 300% một năm. Reserve amount là phần tiền bạn muốn để cố định trong ví của mình. Ví dụ bạn gõ vào đây 1.000, thì nếu bạn có 20.000 đô trong tài khoản thì sàn cũng sẽ chỉ sử dụng trong khoảng 19.000 đô thôi, còn 1.000 mà bạn reserve thì vẫn để đó, sàn sẽ không đụng vào. Còn nếu bạn muốn cho lên hết số tiền của mình trong ví thì gõ vào đây số 0. Mức min day rate là khi bạn cho vay thì lãi tối thiểu một ngày bạn muốn là bao nhiêu. Bạn có thể xem day rate tại cột này ha, thì một ngày cho lên lãi trung bình đang là khoảng 0,06%. Đây là khoản unsettled, tức là những khoản chưa quyết toán. Còn đây là settled, là sàn đã quyết toán cho mình rồi. Bạn có thể thấy phần trăm lãi một ngày nó sẽ dao động khác nhau, ví dụ như 0,05 hay là 0,048%. Thì hiện tại mình cũng đang có một khoản trên đây để cho vay. Mình đang lending hơn 130.000 đô với tiền lãi thu về là hơn 1.700 đô sau khoảng 1,5 tháng. Thì có một lưu ý cho các bạn, như nãy mình nói là sàn có lấy phí trung gian, là chi tiết là sẽ trả các bạn 5% từ lãi tích lũy và 10% để bảo hiểm cho cái khoản tiền mà bạn cho vay. Mình thấy một số sàn khác cũng có chức năng lending như thế này, ví dụ như FTX chẳng hạn, nhưng mà rate sẽ thấp hơn một chút, là ở đây là 9% một năm nếu bạn lend bằng USDT. Nói chung là nó sẽ còn tùy thuộc vào chiến lược đầu tư của mỗi người nữa, và thời điểm của thị trường cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là hiện tại thị trường đang uptrend thì mọi người sẽ thích là cầm cái cục tiền đó để đem đi đầu tư hơn là để một cục ở trên sàn cứ nằm lending thôi. Thêm nữa là họ sẽ có chiến lược là để trứng ở nhiều rổ khác nhau, chẳng hạn ví dụ họ sẽ chia phân bổ vốn của mình, một cục họ để yên trên sàn bằng USDT để cho lending staking thôi, còn một cục họ sẽ đem đi đầu tư mạo hiểm vân vân. Nói chung là sẽ tùy thuộc vào chiến lược của mỗi người ha.